Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới World Bank và hãng tin tài chính S&P Global Market Intelligence vừa công bố chỉ số CPPI, tức chỉ số hoạt động cảng container của 370 cảng container toàn cầu, bao gồm cảng hub trung tâm, trung chuyển quốc tế và cảng cửa ngõ xuất nhập khẩu quốc gia. Theo chỉ số này, thì cụm cảng các mép thị vải được lọt vào top 11 cảng hoạt động hiệu quả nhất thế giới, theo cách tính thống kê trung bình tất cả 5 kích cỡ tàu và đứng thứ 13 thế giới, theo cách tính kỹ thuật, cho trọng số cao hơn cho kích cỡ tàu phổ biến ở cảng đó. Đánh giá này tiếp tục khẳng định nỗ lực của cả trung ương và địa phương cũng như của các doanh nghiệp cảng trong việc xác lập và nâng tầm vị thế của cụm cảng này trên trường quốc tế. Trong tổng số 370 cảng được Ngân hàng Thế giới World Bank và hãng tin tài chính S&P Global Market Intelligence đánh giá năm 2021, các cảng khu vực Trung Đông chiếm những vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, điểm sáng của chỉ số hoạt động cảng container, gọi tắt là CPPI, chính là các cảng Đông Á và Đông Nam Á do sản lượng xuất khẩu gia tăng đột biến trong thời gian dịch bệnh. Việc xếp hạng căn cứ trên các tiêu chí liên quan tới thời gian tàu container cần để hoàn thành việc bốc và dỡ container tại một cảng trong toàn bộ thời gian suốt cả năm qua. Nếu tính theo kiểu thống kê trung bình 5 kích cỡ tàu, cái mép thị vải hạng thứ 11. Nếu tính theo kiểu tính kỹ thuật, cho trọng số cao hơn cho kích cỡ tàu phổ biến ở cảng đó, thì cái mép thị vải xếp hạng thứ 13. Và nếu theo kiểu tính thống kê, cái mép thị vải đứng trên 3 cảng hub trung chuyển lớn là PTB, Malaysia, Singapore và Hồng Kông. Cái mép thị vải thậm chí còn xếp trên cả cảng Nhật, Yokohama, cảng danh giá thường có năng suất bốc xếp cao nhất thế giới. Những việc cái mép thị vải được công nhận trong những top cảng khai thác hiệu quả nhất thế giới là một tin tốt và một cái sự minh chứng khẳng định cho cái thương hiệu của cụm cảng cái mép thị vải được xây dựng trong một hơn thập niên qua và chung tay bởi tất cả các bên chính quyền như cảng vụ, cảng nhà các nhà khai thác cảng, các hãng tàu, bên hải quan, bên tàu lai rát, bên hoa tiêu, cảm cộng đồng cảng để xây dựng cái thương hiệu này. Chúng tôi không ngạc nhiên lắm khi kết quả và việc chúng xem cái mép thị vải được đưa vào cái danh sách, vì rõ ràng trong bối cảnh hiện nay khi các cảng lớn, các cảng chính trên thế giới đã bị tắc nghẽn, cái mép thị vải đảm bảo trong suốt 2 năm qua đã không bị ảnh hưởng, cố gắng giữ được cái chuỗi cung ứng toàn cầu không bị tắc nghẽn ở đầu các cảng cái mép thị vải, giúp cho cái việc nền kinh tế trong miền phía Nam vẫn tiếp tục được khôi phục và phát triển trở lại. Được đứng trong top đầu tiên các cảng biển hoạt động hiệu quả nhất thế giới là vinh dự, cũng là niềm vui, là niềm tự hào không chỉ của riêng cái mép thị vải của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà là của cả Việt Nam khi khẳng định được vị thế đối với cộng đồng hàng hải quốc tế. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi khu vực này đã chịu nhiều tác động nặng nề trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư năm 2021. Khu vực cảng cái mép thị vải đã và đang làm tốt vai trò cảng cửa ngõ của khu kinh tế trọng điểm phía Nam, đầu tàu kinh tế của cả nước, đồng thời là một trong những cụm cảng trung chuyển quốc tế trọng yếu hàng đầu khu vực Đông Nam Á, góp phần quan trọng kết nối giao thương hàng hóa trực tiếp từ Việt Nam đi Mỹ, châu Âu. Hiện tại, cái mép thị vải là một trong 23 khu cảng trên thế giới, có thể đón tàu đến 250.000 tấn, sức chở hơn 20.000 tiêu. Mới đây, Cục Hàng hải Việt Nam đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải kết thúc thí điểm và cho phép chính thức tiếp nhận tàu container trọng tải đến 214.121 deadweight giảm tải vào rời cảng CMAT. Cuối năm nay, Ban Quản lý Dự án Hàng hải, Bộ Giao thông Vận tải sẽ khởi công nâng cấp luồng cái mép thị vải. Cụ thể, tuyến luồng sẽ được mở rộng thêm 310-350 m, nạo vét độ sâu 14-15,5 m. Tổng mức đầu tư khoảng 1.420 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021-2025 bố trí khoảng 1.278 tỷ đồng. Cái việc mà nạo vét luồng cái mép thị vải đến cái độ sâu thiết kế của tuyến luồng này là đến âm 15,5 m, nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Vì cái xu hướng upsize của các con tàu hiện tại rất là phổ biến. Các cái tuyến hàng hải đi vào cái mép thì chúng ta đã thấy những con tàu trên từ 10.000 TEU, 14.000 TEU, 18.000 TEU. Và cũng có những cái yêu cầu từ các hãng tàu là nghiên cứu để tiếp nhận được tàu đến 23.000 TEU, 24.000 TEU. Thì cùng với các cái hiệp định thương mại và đặc biệt là hiệp định thương mại giữa Việt Nam và châu Âu, thì chúng tôi hy vọng là cái lượng hàng xuất từ Việt Nam đi châu Âu sẽ gia tăng đáng kể trong thời gian tới.
Với đà tăng trưởng ổn định ở hai con số, cụm cảng cái mép thị vải tiếp tục chứng minh vai trò cảng chính cho xuất khẩu của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là xuất khẩu đi Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Ở phạm vi rộng hơn, mức tăng trưởng này cũng cho thấy vai trò của cảng biển nước sâu tại Việt Nam trong việc liên kết chuỗi cung ứng toàn cầu. Và với những chính sách, những hoạch định đã và đang triển khai cho cụm cảng này, vị thế của cái mép thị vải ngày càng được khẳng định, hướng đến mục tiêu là cảng trung chuyển quốc tế.